Tây Ninh khoe mình thân với giám đốc, nữ nhân viên ngân hàng lừa 16 người chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng. Những ngày vừa qua, thông tin lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tạm đóng cửa phố cà phê đường tàu, đồng thời thu hồi giấy phép các hộ kinh doanh vi phạm an toàn hành lang an toàn đường sắt đã gây xôn xao dư luận với hai luồng ý kiến khác nhau. Kính chào quý vị, những quán cà phê đường tàu tại Hà Nội mặc dù đem đến sự độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, thế nhưng việc mọc lên một cách ồ ạt của loại hình này đã và đang tồn tại nhiều bất cập, gây mất trật tự và mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Vâng ạ, và nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập, bình luận trong ít phút tới đây. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Khánh Hà và Xuân Nghĩa. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Ngày 16 tháng 9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ xuất lậu 1 triệu đô la Mỹ được nhuộm đen ra nước ngoài. Trước đó, vào ngày 15 tháng 9, qua kiểm tra trực quan từ hình ảnh soi chiếu hành lý, cán bộ hải quan thuộc đội thủ tục hành lý xuất nhập cảnh, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nghi vấn và yêu cầu hai người khách đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok, Thái Lan, xuất trình hành lý để kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra cho thấy, mỗi hành khách mang theo một vali, trong đó mỗi vali có 6 cọc tiền đô la Mỹ phủ bằng hóa chất đen. Số ngoại tệ này gồm 12 cọc, mỗi cọc gồm 10 tết, tổng cộng 10.518 tờ tiền mệnh giá 100 đô la Mỹ. Hiện số tang vật này đã được tạm giữ. Làm việc với cơ quan chức năng, hai hành khách trên đều có quốc tịch Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên, vào ngày xảy ra vụ việc, một cán bộ cơ quan chức năng đã có dấu hiệu can thiệp vào hành vi của hai hành khách này. Cụ thể, hai hành khách này mặc dù chỉ mua vé thường trên chuyến bay VJ803 của Vietjet Air, nhưng không hiểu sau đó họ lại được vào phòng chờ hạng thương gia. Hơn nữa, theo quy định của hãng hàng không, hành khách chỉ được mang kiện hành lý xách tay với trọng lượng tối đa là 7 kg. Tuy nhiên, kiện hành lý của các đối tượng vừa bị bắt trên lại vượt qua con số trọng lượng này. Qua những tin tức trên, rất cần làm rõ vai trò của các lực lượng liên quan tại sân bay, làm rõ ai đã tiếp tay cho các đối tượng vi phạm. Thưa quý vị, do nợ nần, cựu nhân viên phòng giao dịch thuộc ngân hàng ACB chi nhánh Tây Ninh đã lừa đảo vay tiền của 16 người, hứa hẹn lãi suất cao rồi chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tuyên mức án sơ thẩm 17 năm tù đối với bị cáo Lê Phượng Linh, 32 tuổi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ năm 2017, Linh là nhân viên hành chính làm việc tại phòng giao dịch Long Hoa, thị xã Hòa Thành, thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, chi nhánh Tây Ninh. Đến 15 tháng 9 năm 2020, do nợ tiền của nhiều người nên Linh nghỉ làm việc tại ngân hàng. Vào thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020, Linh nợ nhiều người mà không có khả năng chi trả, cũng không còn khả năng thanh toán khoản vay 500 triệu đồng tại Ngân hàng Nam Á, chi nhánh thị xã Hòa Thành. Để có tiền trả nợ, Linh tự giới thiệu có quen thân với giám đốc phòng giao dịch Long Hoa. Gia đình bên chồng làm công an, Linh đi xe ô tô, có nhiều nhà đất. Linh cũng nói dối vay tiền để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn lãi suất cao, thời hạn vay ngắn từ 5 đến 7 ngày. Sau đó nhiều người tin tưởng cho Linh vay tiền. Để tạo lòng tin với những người cho vay, thời gian đầu Linh trả tiền đúng hẹn và ngay sau đó tiếp tục vay lại khoản vay khác. Khi người cho vay yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay, thì Linh đề nghị họ đến phòng công chứng ký lại hợp đồng vay tiền. Lúc này, Linh đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người cho vay giữ làm tin, nhưng sau đó tìm cách để lấy lại tiếp tục cho người khác hoặc là chuyển nhượng cho người khác, cứng trừ nợ. Linh sử dụng số tiền vay được để thanh toán các khoản nợ trước và tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn này, Linh đã chiếm đoạt tiền của 16 người với tổng số tiền trên 37,8 tỷ đồng. Đại diện Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Tam Bình ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến giữa hai băng nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn. Theo đó, hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn trên mạng rồi hẹn ra chợ đầu mối Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để chém nhau. Theo đó, khuya ngày 14 tháng 9, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Đức nhận được tin báo có hai nhóm thanh thiếu niên khoảng 30 người, từ 15 đến 20 tuổi, chuẩn bị hỗn chiến ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình.
tổ trinh sát phối hợp cùng tổ phòng chống tội phạm công an phường Tam Bình xuống hiện trường, phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên trên tay cầm nhiều hung khí, chuẩn bị lao vào hỗn chiến. Thấy công an thì nhóm này vứt hàng nóng, phóng lên xe máy bỏ chạy. Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi, sau đó 6 người bị công an đưa về trụ sở công an làm việc, số còn lại bỏ chạy. Hiện công an đang truy xét những người liên quan xử lý. Tiếp tục chương trình là câu chuyện gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, đó là việc phố cà phê đường tàu ở Hà Nội đã tạm bị đóng cửa. Và nhân đó đến chuyện này thì hôm trước Xuân Nghĩa có thấy là Khánh Hà có chụp hình ở quán cà phê đường tàu này rồi đúng không? Đúng rồi ạ, hôm đó thì Khánh Hà có đưa tin về phố cà phê đường tàu này nên sẵn dịp đã chụp hình để khoe với bạn bè đấy ạ. Vậy thì nay xóm hay là khu phố này bị đóng cửa thì riêng bản thân Khánh Hà cảm thấy như thế nào? Cũng tiếc chút vì xóm cà phê đường tàu này là điểm đến rất là thu hút đối với du khách nước ngoài khi mà đến thăm thủ đô Hà Nội. Thế nhưng chính quyền quận Hoàn Kiếm Hà Nội thì có động thái như vậy chắc chắn là cũng có lý do của mình. Vâng, và lý do đó chính là thượng tôn pháp luật thưa quý vị. Và vì sao Xuân Nghĩa nói như vậy? Để có câu trả lời thì kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngay sau đây. Vài năm trở lại đây, dọc các tuyến phố Phùng Hưng, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Thái Học, Khâm Thiên thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, nhiều người dân tận dụng tuyến đường sắt ngang qua để trang trí và mở các quán cà phê, còn gọi là cà phê đường tàu. Do tàu hỏa chạy trong nội đô với tốc độ thấp nên nhiều người mạo hiểm trải nghiệm cảm giác ngồi uống cà phê giữa đường sắt. Khi thấy tàu đến thì chạy, nơi đây bỗng nhiên trở thành điểm hút khách trong và ngoài nước. Sau một thời gian lắng xuống do dịch Covid-19 cũng như sự vào cuộc xử lý của chính quyền sở tại, thì những ngày gần đây, tình trạng hàng quán tái diễn cảnh lộn xộn, vi phạm hành lang bảo vệ giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tính mạng người dân. Mới đây, trong văn bản gửi ngày 12 tháng 9, Tổng công ty Đường sắt kiến nghị Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng này. Trước đó, Cục Đường sắt Việt Nam đã đề nghị Hà Nội xử lý nghiêm, song tình trạng này vẫn tồn tại. Sau khi Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến, Hà Nội đã yêu cầu các phường sở tại lập hàng rào để ngăn du khách không chụp ảnh trên đường tàu. Nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến trái chiều trước thông tin trên. Một bạn đọc giấu tên đề xuất xóa sổ xóm cà phê này. Ủng hộ kiến nghị của ngành đường sắt, dẹp là đúng, vừa bát nháo vừa nguy hiểm, toàn quay phim chụp ảnh, chả có lợi ích gì. Đồng tình với đề xuất trên, bạn đọc Nguyễn Đức Thái viết: đồng ý dẹp xóm cà phê này, đây không chỉ là vấn đề của ngành đường sắt, luật đường sắt đã có, luật an toàn giao thông cũng có, nếu vi phạm thì nên xử lý ngay. Bạn đọc Lưu Tuyết cho hay, vừa nhếch nhác vừa nguy hiểm, nếu đã có luật thì theo luật mà làm, còn chưa thì hãy ban hành luật để thực thi. Nhìn thấy cảnh bát nháo và không an toàn chút nào, nếu không may xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm? Bày tỏ quan điểm trái ngược, bạn đọc Minh Hoài chia sẻ, tôi không đồng ý việc xóa sổ xóm cà phê này. Chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu quy hoạch, quản lý đúng cách. Cần ban hành quy định tàu đi qua đây phải chạy chậm nhất có thể. Cùng với đó là quy định về giờ mở quán, yêu cầu đối với khách tham quan. Từ đó xóm cà phê sẽ tạo nét rất riêng mà ít nơi có được. Bạn đọc Đỗ Quang cho hay, bao nhiêu du khách trong và ngoài nước đến đó tham quan, ăn uống và tạo thành một nét đặc trưng cho du lịch Hà Nội. Việc này đóng góp cho ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người. Tại sao lại cho rằng không có lợi ích gì? Vâng thưa quý vị, những ý kiến trái chiều vừa rồi đều có lý lẽ riêng, nghe rất hợp lý. Thế nhưng nếu suy xét thật thấu đáo ở nhiều góc độ thì việc xóa bỏ phố cà phê đường tàu là quyết định đúng đắn. Vì sao? Sau đây là một vài điểm phân tích của tác giả Trần Hồng được đăng tải trên báo điện tử VTC News đáng để chúng ta tham khảo. Thật vô lý khi mỗi lần cơ quan chức năng muốn dẹp bỏ cà phê đường tàu Hà Nội là lại có những ý kiến muốn duy trì nó với cái cớ phát triển kinh tế du lịch và giữ lại một địa điểm độc đáo của Hà Nội. Trong khi trên thực tế, sự tồn tại của những quán cà phê dọc đường ray xe lửa rõ ràng là vi phạm pháp luật và cực kỳ nguy hiểm. Hành lang an toàn của đường sắt được quy định là 3m, nhưng ở khu vực trên, hai bên nhà dân chỉ cách mép ray ngoài cùng trên dưới 2m. Đây là lỗi do lịch sử để lại, chưa thể khắc phục ngay. Nhưng việc du khách đi lại, chụp ảnh trên đường ray hay ngồi uống cà phê ngay cạnh đó rồi ôm bàn chạy mỗi lần tàu đi qua chính là sự coi thường pháp luật của cả chủ lẫn khách, là sự chưa làm tròn trách nhiệm của cơ quan quản lý. Năm 2019, việc đoàn tàu LB5 đi Hải Phòng phải dừng khẩn cấp tại khu phố cà phê đường tàu để tránh những người đang trên đường ray và chờ hơn một phút cho du khách di chuyển hết ra khỏi đó đã khiến bao người rùng mình sợ hãi.
nguy cơ tai nạn quá rõ ràng. Lái tàu mỗi lần đi qua khu vực Phùng Hưng đều căng thẳng, dù tốc độ chạy tàu tối đa theo quy định là 25 km/h, song họ thường chỉ dám chạy dưới 20 km/h và kéo còi liên tục. Vậy mà đến nay, phố này vẫn tấp nập và nghe tin nó sắp bị dẹp bỏ, nhiều người còn cố tranh thủ đến để trải nghiệm. Thực trạng đó càng cho thấy việc xóa cà phê đường tàu là cấp thiết và phải thật quyết liệt, triệt để. Làm thế, Hà Nội chỉ được mà không mất gì cả. Vì sao? Nhiều người gọi cà phê đường tàu là sản phẩm du lịch độc đáo của Hà Nội, là thứ đóng góp vào kinh tế thủ đô. Nhưng kinh tế không đi lên nhờ dãy quán cà phê nhếch nhác và nguy hiểm này. Diện mạo du lịch của mảnh đất ngàn năm văn hiến cũng không nên mang dáng vẻ của sự vi phạm pháp luật và xem thường mạng người này. Chúng ta cần du khách nhắc đến du lịch Hà Nội với những di sản vật thể và phi vật thể mang nét đẹp của văn hóa, con người Hà Nội trong chiều dài lịch sử và đời sống đương đại, chứ không phải là ấn tượng về sự tùy tiện, nhếch nhác. Nói cho cùng, cà phê đường tàu chỉ đem lại món tiền nhỏ cho một bộ phận nhỏ cư dân và chủ yếu để phục vụ thói sống ảo của một số du khách, những người đang góp phần cổ vũ trào lưu có hại bằng việc đánh cược sự an toàn của bản thân cho vài bức ảnh hay chút cảm giác mạnh. Dù những bức ảnh có khác lạ và độc đáo cỡ nào, đó không phải là trải nghiệm văn hóa, vì văn hóa phải đi liền với vẻ đẹp và các giá trị đúng đắn. Cà phê đường tàu chính xác là sản phẩm của thói bừa bãi, vô pháp luật. Cũng theo tác giả Trần Hồng, nếu không dẹp thẳng tay, thiệt hại sẽ rất lớn. Đó là thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người, là tiền bạc đổ ra để khắc phục hậu quả. Và nguy hiểm không kém là sự lan truyền những quan niệm sai lệch về lối sống, những giá trị ảo, những trào lưu có hại cho cộng đồng, sự cổ vũ hành vi coi thường pháp luật. Vâng ạ, mặc dù có tiếc đến mấy thì chúng ta không thể để giữa lòng thủ đô nếu có tai nạn xảy ra mới đi giải quyết hậu quả. Do đó đã là vi phạm thì đương nhiên không thể ủng hộ. Thượng tôn pháp luật là điều bắt buộc phải tuân thủ để giữ gìn kỷ cương, trong đó xử lý nghiêm các quán cà phê đường tàu cũng không là ngoại lệ. Nói tóm lại, đây là hành lang chạy tàu, không phải nơi để kinh doanh, cũng không phải điểm vui chơi. Về tình hay về lý thì chúng ta đều không thể bảo vệ, duy trì phong cách cà phê có tính nguy hiểm này. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ được phép khép lại câu chuyện đáng suy ngẫm này của chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý trong chuyên mục Đồng Tây Chuyển Động. Thưa quý vị, ngày nay, lượng rác thải hữu cơ đang thải ra môi trường ngày càng nhiều, trong khi lượng rác thải được thu gom xử lý để an toàn cho môi trường thì không tương xứng. Vì những công nghệ xử lý rác thải truyền thống ở các hộ gia đình như chôn lấp, đốt không mang lại hiệu quả cao và chưa là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường. Vâng, trước những thực trạng trên, anh Lê Thành Nguyễn ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã đưa ứng dụng công nghệ vi sinh vật đến với nhiều hộ gia đình nhằm xử lý có hiệu quả lượng rác thải hữu cơ, góp phần vào công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại địa phương. Thay vì phải vứt bỏ chung các loại rác thải để đưa đến nơi thu gom hoặc lấy các rác thải hữu cơ trong sinh hoạt hàng ngày đem đi đốt bỏ, chôn lấp, thì đến nay một số gia đình đoàn viên ở trên địa bàn Vĩnh Hòa Hiệp và các hộ gia đình lân cận đã tận dụng chế thành phân thuốc sinh học tưới bón cho rau màu. Cách làm này không chỉ xử lý được mùi hôi của rác thải làm ô nhiễm môi trường mà còn giúp cho hộ gia đình giảm chi phí phân bón mà vẫn sản xuất được rau sạch dùng trong các bữa ăn gia đình. Rác thì mình đổ vô trong cái men vi sinh đó, rồi cái nó phân hủy ra, rồi cái mình ủ vô để vô trong cái thùng nước, rồi mình nó ra cái nước đó, rồi nó từ từ nó phân hủy, rồi cái mình lấy cái nước tưới cây mà tưới tốt lắm, ổn tốt lắm. Nó tốt hơn như là nó mau bắt nó, với một cái nữa nó mau bắt nó xanh, với một cái nữa là mình cũng xử lý được mấy cái rác thải này kia nọ đó. Nó cũng đỡ sạch, nó sạch sẽ môi trường chút. Anh Lê Thành Nguyễn là phó bí thư xã đoàn xã Vĩnh Hòa Hiệp đã bắt đầu lấy ý tưởng đưa ứng dụng vi sinh vật vào việc sử dụng rác thải hữu cơ. Với những thứ sẵn có tại địa phương như vỏ trái cây, rau củ, chai nước và các nguyên liệu chi phí thấp như men vi sinh, đường, sữa chua, là người dân có thể tạo ra dung dịch men vi sinh gốc, sau đó dùng dung dịch này ủ sinh học các loại rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình như rau, vỏ, củ quả, thức ăn thừa. Từ phương pháp này, rác thải hữu cơ dễ dàng bị các vi sinh vật nhỏ bé phân giải nhanh chóng, hạn chế tối đa mùi hôi thối của rác, hạn chế đuổi muỗi, giúp tiết kiệm không gian so với phương pháp chôn lấp và ngăn ngừa việc ô nhiễm đất. Thưa quý vị, xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam từ lâu được xem là xứ sở của cây cao.
cao phủ kính khắp các vườn nhà, ăn đời ở kiếp với người dân nơi đây từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những năm gần đây, khi cây cau tìm được đầu ra từ việc sấy khô xuất khẩu, người dân ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam ngày càng khấm khá nhờ loại cây trồng này. Ông Phùng Văn Xuân, sở hữu vườn cau rộng 2 hectare cho biết, vườn của ông thường được chọn là khu vườn trồng cau kiểu mẫu tại địa phương. Hiện khu vườn của ông có hơn 2.000 cây, trong đó 1.500 cây có tuổi từ 15 đến 17 năm, 500 cây khoảng 7 đến 9 năm, còn một ít cây mới trồng. Cau có tuổi đời khá cao, trên 50 năm. Ở vườn nhà ông, hiện vẫn còn một số cây trồng từ thời bố mẹ, những năm 1950. Cau ra hoa từ tháng Giêng đến tháng 7, tháng 8 âm lịch thì bắt đầu thu hoạch. Trung bình mỗi vụ, gia đình ông thu hoạch hơn 3 tấn cau tươi, bán với giá dao động từ 35.000 đến 80.000 đồng một kg. Tùy thời điểm, tổng thu nhập bình quân từ vườn cau khoảng 200 triệu đồng một năm. Cau tươi sau khi thu hoạch sẽ có thương lái đưa xe đến lấy. 10 năm trở lại đây, từ khi có các lò sấy khô cau xuất khẩu, thì cau Tiên Phước cũng có đầu ra ổn định hơn. Cau dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, phù hợp với đất đồi núi tại đây. Ông Tăng Ngọc Đức, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Phước cho biết, hiện nay người dân trồng chủ yếu trong vườn nhà, vườn đồi, địa bàn phân bố rộng ở 15 xã, thị trấn, thu nhập mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài cau đã qua chế biến, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, các sản phẩm phụ như mo cau, tàu cau, thân cau đều được tận dụng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm hàng thủ công, mỹ nghệ để tăng giá trị và thu nhập cho người dân. Tiếp theo mời quý vị cùng đến huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nơi được mệnh danh là thủ phủ mía của miền Tây. Tuy nhiên trước sức ép của cơn bão giá và dịch bệnh, giá mía liên tục lao dốc, nhà vườn làm lụng quanh năm mà tiền thu về chẳng đủ phân thuốc cho cây. Và những năm gần đây, người dân huyện Phụng Hiệp đã có sự chuyển mình, bà con dần phá thế độc canh cây mía để chuyển sang canh tác một số loại nông sản khác, đặc biệt là trồng khóm mĩ trái siêu khủng, mang lại cho bà con lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng mía. Điển hình phải kể đến mô hình trồng khóm MD2, còn gọi là khóm mĩ, được công ty bao tiêu đã giúp cho bà con phấn khởi vì lợi nhuận và đầu ra sản phẩm ổn định. Khóm MD2 là loại cây sinh trưởng khỏe, chịu hạn tốt, do có vỏ mỏng, nhiều nước, thịt giòn, màu vàng tươi, ít xơ và ít rác lưỡi, hương vị thơm ngon nên rất phù hợp, dùng cho cả việc ăn chơi và chế biến. Đặc biệt, khóm MD2 trái rất to, trung bình trái nặng từ 1,5 đến hơn 2 kg. Cái lợi nhuận một năm sẽ 1 hecta sẽ được 100 triệu thôi. Cái giống khóm này thì đối với cái trọng lượng trái thì rất lớn rồi đó. So nếu trồng đất này thì nó rất chịu. Còn nếu mà so sánh về cái mình ăn á, thì cái khóm này cũng rất ngon, là tại vì mình sắn cái mật độ mà chú nói là chín lên khoảng từ 1 mắt cho tới 3 mắt, thì cái trái khóm còn ăn cái độ giòn ngon lắm. Ông Lam cho biết đây là vùng đất phèn nhưng giống khóm này phát triển rất tốt. Vụ đầu trồng khoảng 18 tháng mới thu hoạch, nhưng các vụ kế tiếp chỉ mất khoảng 12 tháng. Bình quân 1 hectare đất, ông có thể trồng được 60.000 cây khóm. Nếu trọng lượng từ 2 kg một trái, năng suất sẽ đạt là từ 120 tấn. Hiện công ty bao tiêu khóm cho nông dân với mức 5.500 đồng một ký trái và 2.000 đồng một chồi giống. Tiền phân thuốc mỗi vụ chỉ tốn khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Bình quân 1 hectare trồng khóm, bà con lãi được khoảng 100 triệu đồng, cao gấp 2 đến 3 lần so với cây mía. Sau thời gian dài cuốn đúng vì cây mía, giờ đây bà con nơi đây nhờ vị ngọt từ cây khóm. Tiếp theo chương trình là cụm tin nóng về tình hình an ninh trật tự. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải vừa xảy ra trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hậu quả vụ tai nạn là một người nhập viện cấp cứu, phương tiện bị vỡ nát phần đầu sau tai nạn. Theo đó, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 66H02916 chưa rõ tên tuổi tài xế điều khiển đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng đi từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc xe đang đi qua đoạn km 23 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thì vỏ xe phía trước bên phụ bất ngờ bị nổ, nên tài xế cố gắng điều khiển phương tiện vào dừng trên làn khẩn cấp để chờ khắc phục sự cố.
Không lâu sau đó, xe tải mang biển kiểm soát 63C09105 đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trở tới, bất ngờ tông mạnh vào phần đuôi xe tải 66H02916. Cú tông mạnh khiến phần đầu của xe tải 63C09105 bị dính chặt vào đuôi xe tải phía trước, làm cabin bị bẹp dúm, biến dạng khiến tài xế bị kẹt trong cabin. Sau tai nạn, nhiều phương tiện hợp sức ở phía trước và phía sau kéo giãn cabin của xe tải 63C09105 mới đưa được tài xế ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một vụ tai nạn giao thông đáng chú ý vừa xảy ra tại Hà Nội. Theo đó, khi các phương tiện đang di chuyển trên cầu Thanh Trì hướng từ trung tâm thành phố đi quốc lộ 5, thì chiếc xe bán tải đã tông vào giải phân cách giữa làn ô tô và làn hỗn hợp. Vào thời điểm này, lượng phương tiện di chuyển trên cầu Thanh Trì khá thưa và ở làn hỗn hợp không có xe máy. Cú tông khiến nhiều trụ bê tông và thanh chắn của giải phân cách bị văng ra, trúng một xe tải cỡ nhỏ đang đi song song. Tình huống bất ngờ khiến xe tải bị chồm lên và suýt đâm chiếc xe có gắn camera hành trình. Nhiều người cho rằng tài xế xe bán tải có thể bị ngủ gật, khiến xe mất lái và va chạm với giải phân cách. Rất may không có thêm va chạm nào xảy ra. Thưa quý vị, đối với người miền Nam, chù ụ là tính từ để chỉ ai đó đang buồn bực, rầu rĩ. Và chắc là quý vị cũng như là Khánh Hà đã không ít lần nghe cái câu kiểu như là coi cái mặt đó chù ụ một đống kìa, hay là ai làm gì mà mày chù ụ vậy? Đó, đúng không ạ? Cứ tưởng chỉ dùng để la rầy tụi con nít trong nhà, nhưng người Cà Mau lại dùng tính từ này đặt hẳn cho một món đặc sản nơi đây, và đó chính là con chù ụ. Nghe rất là thú vị ạ. À, con chù ụ, cái tên nghe lạ tai thiệt. Và theo như Khánh Hà được biết thì chù ụ cũng thuộc họ nhà cua, gần gũi với con ba khía, sống ở vùng bãi bồi ven biển. Đúng rồi Khánh Hà. Và ở vùng ngập mặn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, con chù ụ giờ đây cũng được sánh bước với con ba khía để làm ra những món ăn phổ biến như là chù ụ luộc nước dừa, chù ụ rang me, chù ụ nướng vân vân. Chỉ có món chù ụ muối thì mới thực hiện gần đây thôi, nhưng bước đầu đã được nhiều thực khách gần xa đón nhận, nhất là khi xuất khẩu sang thị trường Campuchia. Vậy bà con nơi đây đã đưa đặc sản chù ụ muối Cà Mau xuất ngoại như thế nào? Mời quý vị cùng khám phá trong chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay. Về chợ Kiến Vàng thuộc thị trấn Trạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, ngoài con ba khía muối, giờ đây một số hộ dân chủ vừa thu mua thủy sản, khi thu mua chù ụ tươi của người dân thì bắt đầu muối chù ụ. Còn chù ụ được xem là hàng dễ vỡ, vì thế người dân khai thác chù ụ phải ướp đá để càng ngoe chù ụ được nguyên vẹn. Chù ụ cũng hay kẹp nhau khi nhốt chung, vì thế trong thùng chù ụ của bà con lúc nào cũng có đá lạnh. Khi ấy chù ụ tươi của người dân sẽ bán cho vừa với giá thành cao hơn. Dân người ta hăng hái đi bắt đi làm bằng mọi cách để đi làm cho có nhiều sản lượng để mà họ có thu nhập cao. Qua tìm hiểu thì con chù ụ lâu nay được xuất qua thị trường Campuchia, ít tiêu thụ tại thị trường nội địa. Từ khi con chù ụ muối của chị Đạm được thử nghiệm nên tiếng tăm chù ụ muối cũng đã được thị trường nội địa quan tâm và tiêu thụ. Đối với mặt hàng chù ụ tươi, được vừa thu mua với giá khoảng 50 đến 60 ngàn đồng một ký, khoảng 12 đến 15 con một ký, tùy theo biến động của thị trường. Theo chị Đạm, chù ụ muối có giá khoảng 70 đến 80 ngàn đồng một ký. Riêng với đặc tính vỏ dày, cứng hơn nên lượng muối phải cho nhiều hơn một chút đến chù ụ ngắm. Nếu không, thịt chù ụ muối sẽ bị nhũn. Thịt chù ụ khi muối vẫn giữ được vị ngọt thơm vốn có. Chù ụ thì so với ba khía thì nó muối thì nó phức tạp hơn, tại vì nó đồ ăn muối của nó không bằng ba khía. Thì ba khía là mình muối thường là cái độ mặn thì nó thấp hơn. Chù ụ muối độ mặn phải cao hơn, tỷ lệ muối phải nhiều hơn so với ba khía nó mới ăn muối được. Chứ nếu mà muối mà ít thì con chù ụ nó sẽ dễ bị chở, hay là nó bị đen nước, hay là nó làm ảnh hưởng tới cái độ mà thịt của con chù nó không được ngon. Chù ụ muối khi bảo quản ở nhiệt độ thường thì sẽ có hạn sử dụng từ 5 đến 7 ngày và sẽ lâu hơn khi được bảo quản trong tủ lạnh. Hiện tại cơ sở của chị Đàm mỗi ngày cho ra thị trường hơn 50 kg chù ụ muối. Thị trường chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và cả thị trường Campuchia.
Nhờ làm nghề chủ uống muối mà cơ sở của chị Đạm giải quyết lao động nhàn rỗi ở địa phương, đồng thời giúp bà con làm nghề bắt chủ ủ cũng tìm được đầu ra ổn định. Chủ ủ có nhiều cách để chế biến, các món như nướng, hấp, luộc cũng phải ăn kèm muối tiêu chanh, thêm ít ớt cho món ăn thêm đậm đà. Còn chủ ủ muối thì đơn giản, giống như cách ướp con ba kiến muối, vẫn chanh, đường, tỏi, ớt. Khi tách chủ ủ ra thì trạch vàng ươm, hay càng to chắc, nhiều thịt. Mùi vị chủ ủ muối ngon hơn khi thưởng thức cùng với cơm nguội. Vị mặn, ngọt, chua cay hòa quyện vào nhau trong miệng. Chính vị ngọt của con chủ ủ khi muối đã làm nao lòng và thương nhớ cho nhiều thực khách. Giờ thì Khánh Hà cũng đã hiểu hơn vì sao mà chúng có cái tên nghe buồn rầu như thế ạ. Thì ra là phần mai ở bên trên quý vị có những vết hằn sần sùi, gồ ghề như hoa văn. Nhìn vào thì ai cũng dễ liên tưởng đến nét mặt đang phụng phịu và giận dỗi. Và đúng như vậy, nhìn những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ Khánh Hà, quý vị, chúng ta sẽ càng trân quý những món ngon vật lạ mà thiên nhiên đã ban tặng. Và cũng xin cảm ơn nghệ thuật sáng tạo, tài hoa của những người chế biến ra các món ăn dân dã nhưng hết sức độc đáo. Họ đã làm cho nền ẩm thực của quê hương Việt ngày càng phong phú. Vâng ạ, và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay cũng đã khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.